Tin vui cho anh em fan Nắc Rốt đây. Khi mà chúng ta vừa cập nhật xong cái bug đấy ạ, khi anh em 121 nhanh đã được sửa nhá. Anh em bây giờ có thể tung chiêu thoải mái, không lo bị khử hay là mất chiêu. Fate for your mistakes. Nắc Rốt Lôi Quang Sứ. Wow, một cái bộ trang phục tuyệt vời. Hôm nay em sẽ chơi một cái trận đấu với Nắc Rốt Lôi Quang Sứ để gửi đến cho anh em nhé. Nhưng mà trước tiên là phải giới thiệu cho anh em về bộ trang phục này đã. Chất chơi người rơi nó phải vậy nha anh em. Quá đỉnh cấp đúng không nào? Ok, vào ngay một trận đấu nào. Đầu tiên em rất là vui khi mà khi bắt anh em khi mà vút nhanh 121 để mà di chuyển đảo đường. Chính thức được sửa xong rồi. Bây giờ anh em thể vào rank muốn Nắc Rốt mượt như gái 18 rồi anh em. Cùng xem một chút được bộ trang phục người nào. Được đấy chứ anh em, rất là mượt, nhẹ nhàng. Đây có thể là cái bộ trang phục ra mắt để cạnh tranh với FMVP của ADC chăng? Cả hai đều là cái bộ trang phục rất là tuyệt vời của Nắc Rốt nhá. Ui, bây giờ em mới để ý là hình như đây là cái bộ trang phục duy nhất của Nắc Rốt có hiệu ứng biến về của ông ta. À không, sau đây anh em, em lại quên cái bộ trang phục bậc 5 của chúng ta, siêu việt bậc 5 đúng không nào? Chạy đâu bạn? Wow. Biết thì biết không chạy được, hắn ta không chạy luôn anh ạ. Định quay lại chơi với Arthur, đùa cho anh em. Ryoma mặc dù khó chịu nhưng mà gặp Arthur thì ối dồi ôi luôn, nó trâu lắm. Farm nhanh rồi đi gank tiếp nào. Ở góc trái mình của anh em đấy, em sẽ gửi đến cho anh em là trang bị bảng ngọc gợi ý nhá. Bây giờ chúng ta có rất là nhiều sự chọn. Một là lên cái thương xuyên phá nếu mà anh em xanh. Hai là anh em có thể thích lên thương long. Bây giờ nhiều anh em thích lên thương long lắm luôn đấy. Còn nhiều anh em mà bị thọt đấy ạ, lên luôn hẳn cái Muramasa chuẩn bị. Ấy bạn ơi, bạn chạy hộ tôi. Chiều cuối đây anh em. Lùi nhẹ cái nào. Thằng Richter khó chịu ta. Thằng Richter vừa bị giảm sức mạnh anh em ạ. Khi mà chiêu 2 của nó lớn hơn nhiều, làm nhẹ hai cái mạng, được luôn hai cái mạng trợ thủ anh em ơi. Làm tí lợi thế nào. Nhưng mà nếu có cơ hội thì anh em cứ ưu tiên tập trung là phá trụ chứ nhá. Rồng giết chúng ta để sau, trụ mới là chân lý. Uầy. Hãy xem chiêu của ta đây. Wow, đẹp tuyệt vời luôn ạ. Đây có thể là bộ trang phục đi kèm với zone của anh em, Long Thần Soái zone. Bây giờ là Lôi Quang Sứ, trời ơi, đúng chuẩn bộ cặp đôi rồi. Làm nhẹ nào. Em rất là thích các đồng đội mà khi mà chúng ta đi rừng mà đồng đội khi mà thấy chúng ta gần đến ạ, họ chủ động để mà ăn rồng. Thật là tuyệt vời. Chứ nhiều anh em đi rank đơn ạ, cứ phải đợi thằng rồng nó chém vào cái hang rồng nó mới kích hoạt chơi, rất là khó chịu. Xin vét máy mạng là bạn ơi. Úi xồi, Nắc Rốt kìa. Ơi ấn nhầm mũ chứ. Hốt nạn nó dùng cầu băng xương anh em ạ. Hãy chờ đấy bạn ơi. Đây rồi. Thằng tiếp theo. Chạy hộ bạn ơi. Cú chém quá chất đúng không anh em. Đỉnh cấp đấy. Thôi bạn ơi. Trời ơi. Nắc Rốt lại còn đỉnh đời mùa xanh của tôi. Tôi chơi sao được hả anh nít. Anh nít này là ở clan nào đấy của TNG anh em ạ. Mặc dù đi đơn nhưng mà tự dưng có duyên lại gặp mặt. Thanh niên này thiệt tình. Ăn lông bùa đỏ của mình này khốn nạn thật. Ok, farm cùng thanh niên top và chúng ta chuẩn bị đảo gank tiếp. Nhiều bạn đi rừng mà chỉ có ôm rừng thôi ạ, không đủ vàng nha anh em. Chúng ta đi rừng thì chúng ta cứ farm chung ấy. Farm chung là tốt nhất, trừ khi các trường hợp hiểm nghèo đồng đội cũng farm được đấy. Lại cầu băng xương ạ. Ghét thế nhở. Thôi tí máu. Tiếp tục đẩy xem nào. Xem ai ăn ai. Cái trụ này là định rồi anh em ạ. 5 phút 41 giây rồi. Không điều gì phải chờ đợi thêm. Ryoma thì vừa được gia tăng sức mạnh nha anh em. Anh em nào mà đang chơi và đeo rank đấy thì anh em nên tận dụng Ryoma khi mà đồng đội của chúng ta có một vị tướng cần sử dụng năng lượng. Ví dụ như là thằng Init chẳng hạn. Nó rất là thích dùng năng lượng luôn nào. Đấy, cái thằng Mu kia. Nó me me con bùa xanh mình anh em ạ. Nhưng mà chưa ra đâu. Hãy đợi đó.
Hãy đợi đấy Lượm ơi, đợi một chút nhanh em, mình sẽ đợi thằng kia nó giật bắn ra. Chạy hậu bạn. Xong rồi. Khó đuổi anh em ạ, từ thôi. Đừng ham quá. Ham quá là thụt xích đó. Bùa xanh ở chúng ta đây rồi. Cái gì thì cái cứ phải có bùa xanh trước nha anh em. Nên người ta thường hay đánh vào nắc đốt là người ta đánh vào bùa xanh đấy. Khi nắc đốt không có bùa xanh thì giảm rất là nhiều sức mạnh. Hàng ngon đấy anh em. Úi trời ơi, tốc biến ngay. Trời ơi, bây giờ mình mới để ý là thanh niên xạ thủ nhà mình sao lại bỏ trụ ta. Hello. Ôi chào hỏi thế thôi anh em ạ. Chúng ta không nên xúc động nhiều với Cafini nhá. Bỏ lên. Cơmn. Chửi là đúng rồi. Trời ơi, xạ thủ ấy là xạ thủ cái đường rồng nhiều lính thế mà lại bỏ đi. Phí, quá phí. Trận này là ép lên thương phá nha anh em. Còn anh em là thích đạn có thể lên thương long để ok nhá. Cái lần cập nhật sắp tới đấy ạ, tức là ở phiên bản sắp tới của khoảng tháng 10 đấy ạ. Khi mà rừng thì tăng máu, lính quá nhỏ rồi còn giảm vàng mấy con to to thì cũng ảnh hưởng đôi chút nha anh em. Chưa kể là trụ nó sẽ giảm xuống. Tức là... ấy, không phải trụ giảm xuống mà là trụ tăng sát thương chứ. Nói chung là nhiều thông tin cập nhật lắm anh em ơi. Chưa kể sắp tới nếu mà đội nào mà mất cái trụ đường mít sớm đấy ạ, như là cái kẻ địch đó anh em. Nó mất trụ đường mít sớm mà nó có thể kích hoạt hai cái mắt ở hai bên, khiến chúng ta vào ẩn núp tấn công, cướp bùa xanh các kiểu, nó khó khăn hơn rất nhiều. Cứ tiếp tục farm trước anh em, farm rồi là đảo đường, đẩy đường, sau đấy ganh sao ha. Không vì gì phải vội cả, nhưng mà cố gắng end game sớm nhá. Chứ đến cuối game em cũng hơi sợ thằng Cavani, nó bắn gọi là quá thốn luôn, đẩy đường tí nào. Ơi ba Doom sao đi theo mình ta, ông ơi, ông đi bảo kê kìa. Trời ơi. Sao FP thích đi farm của mình thế nhỉ? Thấy skin đẹp là yêu cái gì? Biết ngay mà. Ẩn nấp đợi trời thời cơ và hello boy, một em. Thằng tiếp theo. Đây rồi, chạy đằng rời, thằng tiếp theo. Wow. Khốn nạn thật đấy. Anh em giao tranh khi mà đối đầu thằng Modat đấy ạ. Nhớ cẩn thận nhá. Mấy cái đoạn đường mid này thì hơi bị nguy hiểm với thằng Modat. Đặc biệt là khi địch có mấy con bùa để mà lấy nội tại đấy anh em. Hơi bị chất chơi luôn. Đẩy đường tiếp nào. Chơi Nakroth là chúng ta cứ đẩy đường và farm nhanh em. Chơi con này là phải lấy vàng đè người. Chúng ta mà thọt vàng là chết dở. Nakroth mà thọt vàng chẳng khác không có tí uy lực sát thương nào ấy. Lúc đấy lại phải đẩy và đẩy tiếp. Ý. Úi trời ơi, sao lại đập đường mình nhỉ? Vô lý. Tự dưng lại húc mà được anh em ạ. Đây rồi. Đợi nha anh em, chúng ta sẽ tóm được. Dọn lính trước, dọn lính trước. Hồi đông vậy. Tính là dọn lính nhà đông quá anh em ạ. Cứ từ từ bạn ơi. Văng ra sau để xem có thằng nào không. Em đã thấy rồi nha anh em, em đã thấy rồi nhá. Đó là thằng Cafani. Một phát chiêu cuối mày đi luôn này. Trời ơi, là ảo tưởng sức mạnh đó anh em. Mình cần phát đấy, chỉ cần lướt chiêu 2 đi là xong rồi. Trời ơi, cái tội tham, cái tội ảo tưởng sức mạnh. Đáng lòng thực sự luôn ạ. Đẩy tiếp trụ này anh em. Bắt bóng hơi sâu nhá. Bạn đây mình chịu rồi. Bóng kia mình chịu rồi, sâu quá. Cái thằng mua bị ép đấy ạ, nó không chơi gì đâu anh em. Nó bị ép thì nó chịu thôi à. Hello boy. Giật bóng hơi xa. Hơi sâu. Tạ thân đi các bạn ơi. Tạ thân nào. Một mình ăn được chúng ta chắc là được anh em ạ. Hy vọng là kẻ địch không phát hiện ra sớm nhá. Anh em ơi, chất chơi chưa ở đam thế này cơ mà. Ôi chết giờ. Bỏ hay ăn tiếp đây. Thôi ăn tiếp đi anh em ạ. Sợ gì. Tranh chấp chừng trị luôn. Tôi lại sợ mấy ông. Vẫn giữ được con rồng nha anh em. Vẫn giữ được con rồng nhá. Vẫn có rồng nha anh em. Vẫn ra kỳ nữa nhá. Chết nè. Như anh em mà chơi Nakroth nếu mà không dùng ma tính đấy ạ. Còn thích lên đó chính là gì. Không phải là giữ hiệp mà đó chính là cái chuyển sinh cơ, kiểu đánh đầu luôn mà anh em, đánh phủ đầu luôn. Hồi sinh là chơi, hồi sinh là chơi. Hello. Đứng lại. Bỏ đi anh em. Không cần 1-2-1 thì bỏ đi nhá. Không cần chiêu 1-2 thì chúng ta không nên lao vào quá sớm, hạn chế thôi. Tại vì S đang lên full dam, bây giờ mới có cái găng tay đấy anh em. Mới có cái găng tay để chơi. Kiểu này là end game thôi anh em. Nakroth thì quá quen thuộc với anh em rồi. Bản thân S thì cũng lâu lâu mới chơi, quen tay Nakroth trên cao.
nên đôi lúc của mình pha đập tường hơi bị hổ báo nha anh em. Anh em xem đừng có bỏng mắt nhé. Ok, cảm ơn anh em xem nhá. Đừng quên like share bộ skin này đến tất cả mọi người. Và đang rốt sửa bắt rồi, vào chơi thôi. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho hết một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.